Xin chào các em. Hôm nay cô rất vinh dự được đồng hành cùng với các em ở tiết học thứ hai, bài học tác phẩm Số phận con người của nhà văn Solokhov. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Ngô Minh Hà, là giáo viên ngữ văn của trường Trung học Phổ thông Dương Quảng Hàm, huyện Văn Giang. Cái tác phẩm mà chúng ta đã được tìm hiểu ở tiết học thứ nhất, qua phần tìm hiểu chung, rồi đến phần đọc hiểu tác phẩm, các em đã tìm hiểu về số phận con người qua hai hình tượng nhân vật Sokolov và bé Vania. Các em đã cảm nhận được nỗi đau do chiến tranh để lại cho con người anh Sokolov và bé Vania. Nỗi đau ấy, liệu những con người Nga có thể bị gục ngã? Nỗi đau ấy có thể làm cho con người không thể gượng dậy hay không? Chúng ta sẽ có câu trả lời khi đến với tiết học thứ hai này. Đó là nội dung con người vượt lên số phận ở phần thứ hai. Các em dở sách giáo khoa và cùng tìm hiểu. Trước hết, chúng ta hình dung con người vượt lên số phận chính là ở hai nhân vật Sokolov và bé Vania. Con người vượt lên số phận bắt đầu từ cuộc gặp gỡ giữa nhân vật Sokolov và bé Vania. Vậy thì họ gặp nhau trong hoàn cảnh như thế nào? Thì các em dở sách giáo khoa trang 119, 120 và cùng đọc cho cô để tìm những cái chi tiết nói về hoàn cảnh gặp gỡ của hai nhân vật. Chúng ta sẽ tìm những cái một số cái chi tiết chính. Thường cứ chạy xe xong trở về thành phố, việc đầu tiên cũng dễ hiểu thôi, là tôi vào hiệu giải khát, nhấm nháp chút gì đó và tất nhiên có uống một ly rượu lửa người. Phải nói rằng tôi đã quá say mê cái món nguy hại. Và tại đây, tại hiệu giải khát thì Sokolov đã gặp chú bé Vania với diện mạo, mặt mũi thì bê bết nước dưa hấu, lem luốc bụi bặm, bẩn như ma lem, đầu tóc rối bù, cặp mắt sáng như những ngôi sao sau trận mưa đêm. Và sang ngày thứ tư, tôi chở lúa mì từ nông trường ghé lại hiệu giải khát, chú bé của tôi ngồi ở bậc thềm, hai bàn chân nhỏ xíu đung đưa, nom có vẻ như đang đói. Tôi thò đầu ra ngoài cửa buồng lái và hét gọi: "Ê Vania, lên ô tô đi, nhanh lên, chú đưa đến kho thóc rồi trở về đây ăn trưa." Sau đó thì Sokolov ngồi cùng Vania, đặc biệt thấy là chú bé hoạt bát đến thế mà bỗng nhiên không biết vì sao lại lặng tinh, tư lự, chốc chốc lại liếc nhìn tôi dưới hàng mi dài cong vút và lại thở dài. Sokolov có hỏi về hoàn cảnh của bé Vania. Để rồi cậu bé cũng đã kể cho anh nghe về hoàn cảnh của cậu. Đó là bố thì chết ở mặt trận, mẹ bị bom chết trên tàu hỏa khi hai mẹ con đang đi tàu. Và cậu cũng không biết là mình từ đâu đến, rồi cũng không có nơi ở, không có ai chăm sóc. Trước cái hoàn cảnh như thế này, thì chúng ta hình dung cái cuộc gặp gỡ của hai nhân vật Sokolov và bé Vania. Anh Sokolov, như ở tiết trước thì các em biết, là con người trở về sau chiến tranh. Người thân không còn, rơi vào cái cuộc sống khổ đau với cảm giác cô đơn, trống trải và bất an. Còn bé Vania thì cha mẹ đều mất trong chiến tranh, sống lang thang, bơ vơ, không được quan tâm săn sóc. Sokolov đã đặc biệt chú ý tới Vania ở cái vẻ ngoài rách rưới lem luốc, cặp mắt, nhưng mà lại là cặp mắt sáng như những ngôi sao sau trận mưa đêm. Anh thích nó, thích đến nỗi mà anh nhớ nó, cứ chạy xe xong thì anh lại muốn trở lại cái hiệu giải khát để gặp lại cái cậu bé này. Đấy. Riêng cậu bé Vania thì các em thấy, cái cậu bé mới 5-6 tuổi thôi mà lại có cái tâm trạng trầm tư, lặng lẽ thở dài. Và thực ra Vania có nói với Sokolov về hoàn cảnh cha bị chết ngoài mặt trận và mẹ bị chết trên tàu hỏa. Nhưng mà trong thâm tâm, ở cậu bé này vẫn luôn có cái hy vọng khao khát tìm được cha. Luôn khao khát tìm được người cha. Vì cậu đâu có tận mắt chứng kiến là cái chết của cha mình đâu. Đấy. Khi mà Sokolov nghe cái câu chuyện về hoàn cảnh của Vania thì anh rất nhạy cảm trước cái vẻ tư lự và cái tiếng thở dài của cậu bé. Đặc biệt là
Sokolov đã không cầm được nước mắt khi nghe Vania nói về cái hoàn cảnh cha mất ngoài mặt trận và mẹ bị chết trên tàu hỏa. Những giọt nước mắt nóng hổi sôi lên ở mặt tôi và lập tức tôi quyết định không thể để cho mình với nó chìm nghỉm riêng rẽ được. Các em hình dung Sokolov là một người lính đã đi qua chiến tranh. Anh đã bao lần phải đối mặt với những thử thách, những khó khăn của cuộc chiến. Mà Sokolov lại là một người đàn ông. Khi một người đàn ông rơi nước mắt thì sao ạ? Đó là một cái tình huống rất là hiếm hoi. Có thể nói cái câu chuyện về cuộc sống của bé Vania, về hoàn cảnh của Vania đã khiến cho Sokolov không chỉ thương cảm khi nghe cậu bé nói về cái hoàn cảnh của mình, những người thân đã mất, mà phải chăng cái hoàn cảnh của Vania, cái câu chuyện của Vania đã chạm tới cái nỗi đau sâu thẳm của Sokolov, và chính Sokolov cũng đã mất đi những cái người thân yêu nhất của anh. Cái hoàn cảnh của anh và cái hoàn cảnh của bé Vania nó có một cái sự đồng cảm nào đó. Để rồi khi nghe cậu bé nói như vậy, anh đã không cầm được nước mắt. Cái nỗi đau của Vania nó đã chạm tới cái nỗi đau của Sokolov. Để rồi những giọt nước mắt đã năn nóng hổi trên má anh. Để từ đó mà chúng ta hiểu rằng tại sao Sokolov lại nhanh chóng quyết định nhận là cha của Vania. Thế còn cậu bé Vania thì sao ạ? Các em có thể tìm ở trong sách giáo khoa cái hình ảnh của cậu bé Vania sau khi nghe Sokolov nói những cái lời chân thành, rất là tình cảm, rất là tự nhiên. Sokolov nói rằng là Vanyushka, có biết ta là ai không nào? Nó hỏi lại nghẹn ngào, thế chú là ai? Tôi nói lại cũng khe khẽ như thế, ta là bố của con. Và chỉ cần có thế thôi, Vania thốt lên, bố yêu của con ơi, con biết mà. Con biết thế nào bố cũng tìm thấy con mà. Thế nào cũng tìm thấy mà, con chờ mãi mong được gặp bố. Và Vania đã nhảy chồm lên ôm lấy cổ tôi, hôn vào má, vào môi, vào trán, ríu rít líu lo vang rộn cả buồng lái. Nó áp sát người tôi, toàn thân cứ run lên như ngọn cỏ trước gió. Các em có thể hình dung cái cảm xúc của cậu bé đã khiến chúng ta nhớ tới cái tác phẩm nào mà trong chương trình cấp 2 các em được học. Cái tác phẩm cũng được viết trong hoàn cảnh chiến tranh về một em bé được gặp lại cha. Chắc các em sẽ nhớ ra ngay, đó là Chuyện ngắn trước lược ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Cái giây phút mà bé Thu nhận ra ông Sáu là cha của mình, cô bé cũng chạy thót lên người ông Sáu và ôm chặt lấy cổ, hôn lên mặt, hôn cả vết thẹo dài đã từng làm cho Thu khiếp sợ trước đó. Và ở đây thì các em cũng thấy Vania đã ôm chầm lấy cha để thể hiện cái tình cảm rất là hồn nhiên và mãnh liệt của mình. Từ đó mà chúng ta nhận ra Vania đã tin ngay Sokolov là cha thật của cậu bé, không một chút nghi ngờ, không một chút ngờ vực. Khi nghe Sokolov nói ta là cha của con thì Vania tin ngay. Tại sao lại như vậy? À, thì chúng ta hình dung có lẽ ở em bé 5 đến 6 tuổi này luôn có một cái niềm khao khát, luôn có một cái sự chờ đợi mong mỏi được gặp lại người cha mà em chỉ biết là cha chết ngoài mặt trận, nhưng mà vẫn hy vọng, vẫn chờ đợi mình tìm lại được gặp được cha. Và giây phút ấy là giây phút mà Vania được thể hiện cái tình cảm của mình đối với người cha của mình. Đấy. Thì ở đây cái cảm xúc của Vania ta nhận thấy đó là sự hồn nhiên vui sướng đến tột cùng. Còn Sokolov khi đón nhận cái tình cảm của em bé như thế thì anh có tâm trạng ra sao? Các em có thể tìm hiểu tiếp trong sách giáo khoa yêu cô. Sokolov: à, tâm hồn tôi bỗng nhẹ nhõm và bừng sáng lên. Mắt tôi thì mờ đi, cả người run lên, hai bàn tay lẩy bẩy. Tôi quàng sang ôm lấy nó, khẽ áp nó vào người. Và các em cảm nhận cái tình cảm của Sokolov, cái tâm trạng của Sokolov ở đây. Đó là cái nỗi xúc động và cả niềm hạnh phúc khi được ôm ấp, được che chở cho một ai đó. Đặc biệt là cho một em bé rất là đáng thương. Ở đây chúng ta có thể hình dung. Đó chính là cái nỗi xúc động đến nghẹn ngào của anh Sokolov.
khi đón nhận cái tình cảm hồn nhiên và mãnh liệt của bé Vania. Từ cái hoàn cảnh gặp gỡ này, chúng ta nhận ra điều gì? Đó là cái hoàn cảnh đã nảy sinh cái tình cảm tự nhiên của hai con người, để rồi họ có một cái sự đồng cảm sâu sắc, họ đến với nhau và sẽ gắn kết với nhau từ cái niềm khao khát được yêu thương, được ở bên nhau, được sưởi ấm cho nhau. Đấy. Vậy thì cái hoàn cảnh gặp gỡ sẽ tạo nên cái sự thay đổi nào trong đời sống của Sokolov và Vania? Đó chính là cái nội dung tiếp theo mà chúng ta sẽ tìm hiểu. Sự thay đổi trong cuộc sống của Sokolov và Vania. Hay qua cái sự thay đổi này, chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự vượt lên số phận của con người. Ở thời gian đầu thì chúng ta có thể hình dung cho cô về phía Sokolov trong đời sống sinh hoạt và trong cả đời sống tình cảm. Trong đời sống sinh hoạt thì các em đã biết từ tiết trước, Sokolov trước đó chỉ biết vùi mình vào rượu và biết rằng uống rượu rất có hại, nhưng anh vẫn muốn tìm đến rượu để quên, để cố quên đi, để cố trốn chạy cái hoàn cảnh sống rất là cô đơn trống trải của mình, như cố quên đi cái nỗi đau đớn trong lòng mình. Nhưng giờ đây thì anh không còn vùi mình trong rượu nữa, anh săn sóc quan tâm cậu con trai và rõ ràng là anh bận bịu hơn. Anh tỏ ra là một ông bố rất là chu đáo đấy ạ. Từ bộ trang phục cho con, rồi từng bữa ăn, anh rất là bận bịu và rõ ràng là anh vất vả hơn. Có đôi chút vụng về trong cái cách chăm sóc của anh. Nào là gì ạ? Mùa hè mà anh lại mặc cho con quần dạ. Vâng, đương nhiên cái sự vụng về ấy rất là đáng quý. Nó thể hiện cái sự chăm lo, sự quan tâm săn sóc của Sokolov đối với Vania. Đấy là trong đời sống sinh hoạt của anh Sokolov. Dường như cái khoảng trống trong cuộc sống của anh, cái sự trống trải cô đơn nó được khỏa lấp đi bởi chính cái sự bận bịu và chăm lo ấy cho cậu con trai. Thế còn trong đời sống tình cảm thì sao ạ? Chúng ta hình dung, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tôi được ngủ một giấc yên lành. Tôi thấy lòng vui không lời nào tả xiết. Trái tim tôi đã bị suy kiệt, đã bị chai sạn vì đau khổ, nay trở nên êm dịu hơn. Ở đây, các em có thể hình dung, trong đời sống tình cảm thì trái tim của Sokolov đã hồi sinh trở lại. Cái cảm giác được hạnh phúc khi được chăm lo cho một ai đó, cho những người mình yêu thương, đã mang đến cái niềm vui và niềm hạnh phúc cho anh. Các em biết là trong cuộc sống, không phải cái hạnh phúc là chúng ta được ai đó quan tâm chăm lo đâu. Cái đó không phải đơn giản chỉ thế đâu. Đôi khi cuộc sống lại chính là ta được quan tâm chăm lo, được bận bịu cho một ai đó, đặc biệt là cho những người mà ta yêu thương. Chính cái điều này lại mang đến cái niềm hạnh phúc và niềm vui cho ta. Đấy là trong đời sống tình cảm của anh Sokolov. Còn đối với bé Vania thì sao? Các em có thể nhận ra ngay phải không nào? Bé Vania thì thay vì lang thang ở tiệm giải khát rồi diện mạo rất là đáng thương, thì Vania giờ đây được quan tâm, được chăm lo, có một gia đình, có quần áo mới này, được tắm rửa sạch sẽ và ăn uống đầy đủ với trẻ em. Như thế cũng rất là cần thiết. Và đặc biệt ở Vania, cái sự thay đổi trong đời sống tình cảm của cậu bé. Thì trước đó, Sokolov đã đặc biệt chú ý đến cái tiếng thở dài của chú bé Vania. Nhưng giờ đây không còn tiếng thở dài. Có một cái chi tiết khá thú vị mà các em có thể tìm thấy ở trang 121, khi mà nói về cái cảnh mà hai bố con ngủ, tôi ngủ chung với nó. Và Vania được miêu tả là rúc vào nách bố như con chim sẻ dưới mái dạ ngáy khe khẽ, bò lên nằm vắt ngang trên người bố, rồi theo bố trong các chuyến xe, rồi khóc khi phải chờ bố, đợi bố đến khuya. Cái chi tiết nhỏ này thôi, nhưng mà nó nói cho chúng ta điều gì? Cái cảnh mà em bé ngủ với bố, gác chân, rồi vắt ngang lên người bố,
đó là hình ảnh của một em bé được sống trong yên bình, được sống, được ngủ một giấc ngủ an lành, không còn lo sợ bởi tiếng súng, bởi bom đạn. Đó là em bé được chăm lo, được yêu thương. Hoàn cảnh ấy, nó nuôi dưỡng tâm hồn của Vania. Nó làm cho Vania không còn có những cái buồn đau, có những cái lo lắng như trước kia nữa. Đặc biệt là được thể hiện cái tình cảm của mình đối với cha. Cái tình cảm rất hồn nhiên, được đi theo cha ở mọi lúc, mọi nơi. Rồi được khóc khi mà phải chờ cha, thấy cha lâu về. Thì ở đây trong đời sống tình cảm của Vania, chúng ta thấy Vania vui vẻ, hồn nhiên, trong sáng, tin tưởng, yêu thương và quyến luyến bố. Đó là cái tình cảm rất là đáng quý, rất là đời thường, rất đỗi đời thường ở mỗi em bé. Từ cái sự thay đổi trong đời sống sinh hoạt và đời sống tình cảm như vậy, thì chúng ta nhận thấy điều gì? Vậy là hai con người đã vượt lên số phận từ cái niềm khao khát yêu thương, họ nương tựa vào nhau, cùng vượt lên số phận đau thương. Họ bù đắp cho nhau để vơi đi những cái mất mát, những cái bất hạnh và sự chống trải. Từ đó mà các em thấy được ở đây cái sức mạnh của tình yêu thương, của niềm tin và lòng nhân hậu ở con người. Đấy là thời gian đầu sự vượt lên số phận. Nhưng có phải Sokolov và Vania đã có một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy và yên bình hay chưa? Hay cuộc sống vẫn còn có những cái khó khăn mà con người sau chiến tranh vẫn cần phải vượt qua? Thì chúng ta sẽ đến với cái thời gian sau đó để có thể hiểu hơn. Ở thời gian sau đó thì các em hình dung cả Sokolov và Vania đã gặp những cái khó khăn trong cuộc sống thường nhật. Cái khó khăn đầu tiên thì ở phần tóm tắt tiết mục các em biết rồi. Anh Sokolov lái xe nhưng có một cái rủi ro nho nhỏ là cái xe của anh lại va chạm phải một con bò. Bò thì không sao, nhưng mà người ta lại tước bằng lái của anh. Và đương nhiên anh không thể lái xe được nữa. Anh bị tịch thu bằng lái. Cái điều đó nó có ảnh hưởng đến cái công việc của anh, đến cái cuộc sống của anh. Và anh phải đến một nơi khác nhờ sự giúp đỡ của người bạn để làm việc trong một cái xưởng thợ mộc cùng với bé Vania đi theo. Chính cái điều này cũng sẽ có những cái khó khăn nhất định cho cái việc mà anh chăm sóc bé Vania. Và anh cũng đã nghĩ đến cái việc là làm thế nào để cho Vania có điều kiện học hành. Đó cũng là cái khó khăn trong cuộc sống của hai cha con. Nhưng mà đối với một người lính đã đi qua chiến tranh, các em hình dung những cái khó khăn trong điều kiện vật chất đời sống thường nhật có lẽ không phải là vấn đề quá lớn, vấn đề thử thách quá lớn. Mà ở con người của Sokolov, những cái khó khăn anh phải vượt qua có lẽ lại là cái điều khác cơ. Các em thử suy nghĩ xem, đó còn là cái khó khăn gì nữa? Cái khó khăn mà không phải một sớm một chiều con người ta có thể dễ dàng vượt qua đâu. Đó là gì ạ? Các em có thể thấy rằng là tác giả đã nói về cái nỗi đau của Sokolov. Quả tim của tôi đã rệu rã lắm rồi, phải thay pít tông thôi. Có khi tự nhiên nó nhói lên, thắt lại và giữa ban ngày mà tối tăm mặt mũi, hầu như đêm nào cũng chiêm bao thấy người thân quá cố. Ban đêm thức giấc gối ướt đẫm nước mắt. Và Sokolov có một cái nỗi lo sợ, đó là anh sợ rằng đến một lúc nào đó mà anh không thể dậy được nữa, mà anh lại làm cho đứa con trai, cậu con trai của anh sợ hãi. Đấy là cái điều mà Sokolov lo lắng nhất, lo lắng nhất. Và dĩ nhiên đây là cái khó khăn không phải một sớm một chiều mà có thể vượt qua. Sức khỏe của Sokolov giảm sút và nỗi ám ảnh về quá khứ đau buồn cứ luôn dày vò, cứ luôn trở lại với anh trong những cái giấc mơ, trong những giấc ngủ. Đấy. Đấy là những cái khó khăn. Thế nhưng mà cái khó khăn nào nữa? Chúng ta hình dung con người Nga vượt qua khó khăn, ở nhân vật Sokolov sẽ vượt qua khó khăn như thế nào đây? Chúng ta có thể tìm hiểu thêm ở chi tiết nào. Ở phía Vania thì nhà văn cũng kể rằng có lúc thì cứ như ríu rít như chim sẻ, có lúc không hiểu tại sao lại tự nhiên im lặng. Tôi hỏi, tức là Sokolov hỏi, con trai bố đang nghĩ gì đấy?
Nó hỏi lại, mắt nhìn lên trần. Bố ơi, cái áo bành tô da của bố đâu rồi? Cả đời tôi có bao giờ tôi có bành tô da đâu. Đúng là Sokolov không phải là cha của Vania thật. Nhưng mà làm thế nào để trả lời cậu nó, cậu bé bây giờ? Tôi đành đánh trống lảng. Sokolov cũng đã trả lời một cách khéo léo là bố để quên ở chiến trường. Vâng, rồi có lúc thì Vania lại hỏi, thế sao bố tìm con lâu thế? Đó, những cái câu hỏi của Vania. Làm sao Sokolov phải giải thích được, phải làm cho Vania tin tưởng hoàn toàn và yên tâm hoàn toàn Sokolov là cha thật của cậu bé. Đó. Vậy thì anh yêu thương cậu bé và cái tình yêu thương ấy phải như thế nào? Đâu có phải chỉ chăm sóc đầy đủ về mặt vật chất đâu. À, Sokolov phải là người cha quan tâm hết lòng, yêu thương bằng cả trái tim tinh tế và nhạy cảm của mình, để làm sao đừng làm tổn thương em bé. Nếu chỉ sơ suất một chút thôi mà Vania biết rằng Sokolov không phải là cha thật của cậu bé thì rõ ràng là không hay chút nào. Đó. Và cái khó khăn nữa mà Sokolov đã phải vượt qua là gì ạ? À, tác giả kể, bây giờ thì hai cha con cứ quốc bộ khắp nước Nga. Tức là cái sự di chuyển về nơi ở đấy ạ. Phần lớn thì tôi cõng cháu, tất cả những điều ấy cũng chẳng sao, miễn là bố con chúng tôi sống được. Đó, đối với Sokolov, những cái khó khăn trong cuộc sống đời thường, trong những cái lo toan về mặt sinh hoạt, anh sẽ vượt qua được hết. Anh sẽ vượt qua được hết. Và anh cũng sẽ vượt qua chính bản thân mình, chính cái nỗi đau của mình. Bằng cách nào đấy ạ? Ban ngày bao giờ tôi cũng trấn tĩnh được, không hở ra một tiếng thở dài và một lời than vãn. Tức là Sokolov âm thầm nén chịu, không làm tổn thương đến Vania, sẵn sàng vượt qua những khó khăn trước mắt. Sự thay đổi cái nơi ở của Sokolov, các em biết, nó, cái chuyện mà rủi ro xảy ra con bò, xe của anh va chạm phải con bò và anh bị tước bằng lái, thì cái sự thay đổi về công việc nó chỉ là một phần thôi. Nhưng ở trong tác phẩm các em thấy, Sokolov dường như anh không thể ở yên một chỗ được. Cái nỗi buồn và nỗi đau quá khứ nó cứ dày vào anh, buộc anh phải di chuyển chỗ ở. Cái sự di chuyển chỗ ở ấy, phải chăng đó là con người đang cố gắng vượt lên cái nỗi đau, cái sự mất mát của chính bản thân mình. Đấy. Và đương nhiên cái sự vượt lên ấy không phải trong một khoảng thời gian ngắn mà con người là có thể làm được. Đó. Từ đây mà các em đã hình dung con người, hình ảnh con người vượt lên số phận chính là sự thay đổi trong cuộc sống của Sokolov và Vania. Ở thời gian đầu, hai con người đã nương tựa bù đắp cho nhau, vượt lên số phận đau thương mất mát bằng niềm tin, tình yêu thương và lòng nhân hậu. Ở thời gian sau đó thì con người vượt lên khó khăn bằng tình yêu thương, nghị lực phi thường và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Từ cái sự vượt lên số phận như vậy, các em hình dung thế nào về vẻ đẹp con người Nga? Các em nhận ra vẻ đẹp con người Nga đó là những con người như thế nào? Chắc chắn các em đã rút ra được. Đó là những con người có vẻ đẹp kiên cường, nhân hậu, giàu nghị lực sống. Đấy, vẻ đẹp kiên cường, nhân hậu, giàu nghị lực sống. Chắc chắn tác phẩm của Sokolov và tác phẩm của nhiều nhà văn khác cũng sẽ đem đến cho các em cái vẻ đẹp ấy. Sự thay đổi của cuộc sống của Sokolov và Vania đã mang đến cho chúng ta cảm nhận về vẻ đẹp của con người Nga qua ý chí, nghị lực và lòng nhân hậu. Tiếp đến, chúng ta biết là thông điệp của đoạn văn, thông điệp của tác phẩm còn được gửi tới chúng ta qua một cái đoạn văn trữ tình rất là đặc sắc ở cuối tác phẩm. Thì các em dở trang 122, trang 123 và trang 124, các em cùng đọc cái đoạn văn trữ tình ngoại đề với những cái nét chính để thấy được cái ý nghĩa của đoạn văn trữ tình ngoại đề, hay cũng chính là cái thông điệp đầy ý nghĩa mà nhà văn muốn gửi tới chúng ta. Các em đọc và rút ra cho cô qua cái đoạn văn này thì tác giả gửi tới những cái thông điệp gì? Trước hết, chúng ta có thể nhận ra ngay đó là tiếng nói lên án chiến tranh phi nghĩa. Tác giả viết là hai con người côi cút, hai hạt cát đã bị sức mạnh phũ phàng của bão tố chiến tranh thổi bạt tới những miền xa lạ. Đó.
Tiếp đến, nhà văn còn khẳng định điều gì đấy? Thiết nghĩ rằng con người Nga đó, con người có ý chí kiên cường sẽ đứng vững được và sống bên cạnh bố. Chú bé kia một khi lớn lên sẽ có thể đương đầu với mọi thử thách, sẽ vượt qua mọi chướng ngại trên đường đời nếu như Tổ quốc kêu gọi. Vậy thì tác giả muốn gửi cho chúng ta điều gì qua những cái lời lẽ rất sâu sắc và ý nghĩa như thế này? Đó là gì ạ? Đó là sự tiếp nối của các thế hệ, nghĩa vụ và trách nhiệm, sự hy sinh của con người cho Tổ quốc. Đó còn là niềm tự hào về tính cách con người Nga, kiên cường, nhân hậu, giàu nghị lực sống. Và tiếp đến, tác giả chưa dừng lại. Những lời kết, không phải những người đứng tuổi đã bạc đầu trong chiến tranh chỉ khóc trong chiêm bao đâu, họ cũng khóc trong thực tại đấy. Cái chính ở đây là phải biết kịp thời quay mặt đi. Cái chính ở đây là đừng làm tổn thương trái tim em bé. Đừng để cho em thấy những giọt nước mắt đàn ông hiếm hoi, nóng bỏng, lăn trên má anh. Tác phẩm kết lại bằng những cái lời ý nghĩa. Thứ nhất là tác giả đã dự báo những khó khăn mà con người sẽ phải vượt qua sau chiến tranh. Những khó khăn của thời kỳ hậu chiến. Những nỗi đau có thể ám ảnh và day dứt con người, nhưng con người sẽ vượt qua được. Và tiếp đến là nhà văn thể hiện niềm mơ ước một thế giới hòa bình, hạnh phúc cho tất cả mọi người, đặc biệt là đối với trẻ em. Có thể thấy đoạn trữ tình ở cuối tác phẩm là lời bình luận, trữ tình là dòng suy tư của nhà văn về số phận con người Nga trong một giai đoạn lịch sử nhiều biến động. Thì đó là cái đoạn văn trữ tình ngoại đề, hay cũng chính là cái phần gói ghém thông điệp của tác phẩm. Như vậy chúng ta đã đi tìm hiểu 3 phần ở cái phần đọc hiểu, để chúng ta đến với cái phần tổng kết 3 la mã về tác phẩm Số phận con người. Chúng ta chốt lại cho cô. Tác phẩm Số phận con người về mặt giá trị nội dung, nó thể hiện cái nhìn hiện thực về nỗi đau trong chiến tranh, ca ngợi tính cách và bản lĩnh của người Nga kiên cường, dũng cảm, nhân hậu và giàu nghị lực sống. Phần giá trị nghệ thuật, đó là nghệ thuật viết truyện lồng trong truyện, miêu tả tâm lý nhân vật tinh tế, xây dựng hình tượng nhân vật điển hình. Và đặc biệt là đoạn trữ tình ngoại đề xúc động kết hợp với cái bút pháp hiện thực sâu sắc. Để các em có thể hình dung toàn bộ những cái kiến thức cơ bản, thì cô xin được đưa ra cái phần sơ đồ tư duy để các em tham khảo. Tác phẩm Số phận con người, trước hết tác giả đã thể hiện nỗi bất hạnh của con người trong và sau chiến tranh qua hai hình tượng bé Vania có tuổi thơ bất hạnh và anh Sokolov là con người với những cái đau thương sau chiến tranh. Thứ hai là tác giả cũng khẳng định hình ảnh con người vượt lên số phận đau thương. Đầu tiên là qua hoàn cảnh gặp gỡ để nảy sinh cái sự đồng cảm, cái tình cảm rất tự nhiên của hai con người. Tiếp đến là sự thay đổi trong cuộc sống của Sokolov và Vania. Họ đã vượt lên số phận bằng sự gắn bó, bù đắp, tình yêu thương và lòng nhân hậu. Đặc biệt là họ vượt lên số phận bằng tinh thần trách nhiệm, bằng niềm tin và nghị lực sống. Giá trị của tác phẩm đó là tiếng nói lên án chiến tranh phi nghĩa, là vẻ đẹp con người Nga kiên cường, giàu lòng nhân ái. Và tác phẩm xứng đáng là một tiểu anh hùng ca đậm chất hiện thực, niềm tự hào trong sự nghiệp sáng tác của nhà văn Sokolov và cũng là niềm tự hào của văn học Nga. Để các em có thể nắm chắc hơn bài học, thì chúng ta sang cái phần tiếp theo. Cô đưa ra một số câu hỏi ở phần bài tập luyện tập. Câu hỏi thứ nhất, các em có thể nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B để có một nội dung phù hợp. Thông tin ở cột A, các em hãy thử đọc nhanh và chọn cách nối cho cô. A gồm có các thông tin ánh mắt của Vania, Sokolov chăm sóc yêu thương Vania, ý chí kiên cường, tình yêu thương, nghị lực sống. Cột B có thể giúp con người vượt qua khó khăn thử thách của số phận, rồi như những ngôi sao sáng ngời sau trận mưa đêm, trái tim suy kiệt bấy lâu được hồi sinh trở lại. Các em đã nối được chưa? Chắc chắn câu hỏi này không nằm khó các em. Đó là gì ạ? Ánh mắt của Vania như những ngôi sao sáng ngời sau trận mưa đêm.
Sokolov chăm sóc yêu thương Vania, nó khiến cho trái tim suy kiệt bấy lâu của anh được hồi sinh trở lại. Rồi ý chí kiên cường, tình yêu thương và nghị lực sống có thể giúp con người vượt qua khó khăn, thử thách của số phận. Ta đến với câu hỏi số 2. Câu nào sau đây nêu đầy đủ và chính xác chủ đề của truyện ngắn Số phận con người của Sokolov? A. Truyện thể hiện sự tàn bạo của chiến tranh phát xít. B. Truyện thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với những số phận chịu nhiều bất hạnh. C. Truyện thể hiện khát vọng vươn lên, làm chủ số phận của con người. Và D. Truyện khẳng định bản lĩnh kiên cường và lòng nhân hậu của con người Xô Viết. Chắc chắn các em đã có đáp án. Cô xin đưa ra đáp án của chúng ta là D. Truyện khẳng định bản lĩnh kiên cường và lòng nhân hậu của con người Xô Viết. Để các em có thể vận dụng cái kiến thức ở trong bài học với kiến thức để giải quyết những cái câu hỏi trong đề thi, chúng ta đến với cái câu hỏi tiếp theo. Đó là câu hỏi phần vận dụng. Và từ cái nội dung ý nghĩa của truyện ngắn này, của tác phẩm này, thì em hãy viết một đoạn văn nghị luận 200 chữ và bàn về vai trò của ý chí nghị lực của con người trong cuộc sống. Đây cũng chính là một cái câu hỏi rất thiết thực với các em ở phần thi trung học phổ thông quốc gia. Để các em sẽ về nhà luyện tập thêm cái bài này cho cô. Chúng ta đến với cái phần liên hệ mở rộng một chút. Các em hình dung cho cô này. Các em có thể thấy một số cái bức ảnh mà cô đưa ra. Những bức ảnh sau gợi cho các em những cái cảm nghĩ gì? Bức ảnh thứ nhất là hình ảnh một anh bộ đội đã quan tâm một em bé. Bức ảnh thứ hai là hình ảnh một bác thương binh chỉ còn một chân thôi mà vẫn say sưa làm kinh tế. Và bức ảnh thứ ba là diễn giả Sơn Lâm, con người thì chịu thiệt thòi, khuyết tật về hình thể. Nhưng mà anh cũng chinh phục đỉnh Phan Xipang và anh cũng đã khẳng định được những cái thành công của mình trong sự nghiệp. Những cái bức ảnh này chắc chắn cũng đã gợi cho chúng ta được cái bài học về ý chí nghị lực của con người trong cuộc sống. Cô tin rằng qua tác phẩm Số phận con người, các em cũng đã rút ra được cái bài học đầy ý nghĩa cho chính bản thân mình. Đó là trong bất cứ cái khó khăn, trong bất cứ thử thách nào của cuộc sống, bằng ý chí, bằng nghị lực, bằng niềm tin và lòng nhân ái, chúng ta cũng sẽ vượt qua được. Đó là hành trang không thể thiếu trong cuộc sống của các em sau này. Thì đến với bài học này, cô mong, cô chúc cho các em luôn vững vàng trước mọi khó khăn và luôn vượt qua được những cái thử thách của cuộc sống. Tiết học của chúng ta xin được khép lại tại đây. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các em.